Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tây tháng 2 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có hai bản tin và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Bản tin đầu tiên, Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5 tháng 2 cho biết rằng chính phủ Ukraine sẽ có toàn quyền quyết định cách sử dụng những hỏa tiễn mới sử dụng cho hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo giới phân tích, thì tuyên bố này dường như xác nhận ra lô vũ khí mới nhất mà Washington chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine sẽ bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất với tầm bắn 150 km, những hỏa tiễn này có thể đánh trúng các vị trí của Nga, nằm rất xa sau chiến tuyến tại vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia và Kherson, cũng như phía bắc bán đảo Crimea. Mỹ sẽ không ngăn cản Ukraine sử dụng hỏa tiễn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Và khi nói đến kế hoạch tác chiến của Ukraine thì rõ ràng đó là quyết định của riêng họ. Vì thế, hoa kỳ sẽ không nói hoặc là suy đoán về các hoạt động tiềm năng của quân đội ukraine trong tương lai nhưng hoa kỳ đã làm việc với ukraine để cung cấp những khả năng giúp cho họ hoạt động hiệu quả trên chiến trường và chúng ta vẫn chưa rõ bộ quốc phòng mỹ có kế hoạch sẽ cung cấp bao nhiêu quả bom này cho ukraine và liệu chúng sẽ được lấy từ kho dự trữ vũ khí của mỹ hay cần phải được mua mới từ những nhà sản xuất vũ khí đợt chuyển giao đầu tiên có thể diễn ra sớm nhất là vào mùa xuân năm 2023. Và thời hạn chuyển giao có thể kéo dài tới 9 tháng, tùy thuộc vào thời điểm không quân Mỹ ký hợp đồng. Và bản tin thứ hai kính thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các nước phương Tây về việc đóng cửa các lãnh sự quán tại Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo hậu quả của việc các nước phương Tây tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán tại nước này và đưa ra các khuyến cáo an ninh trong tuần qua. Tổng thống Erdogan nêu rõ là Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tối hậu thư cảnh báo các nước này sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục hành động như vậy. Hôm 3 tháng 2, Ankara đã triệu đại sứ của chính quốc gia phương Tây nhằm phản đối quyết định của họ liên quan đến việc đóng cửa hàng loạt lãnh sự quán tại Istanbul bên cạnh quyết định đóng cửa thì một số nước còn khuyến cáo công dân thận trọng trước nguy cơ cao có thể xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các phái bộ ngoại giao và các địa điểm tôn giáo không theo đạo hồi ở thổ nhĩ kỳ sau hàng loạt vụ biểu tình tại châu âu trong những tuần gần đây trong đó có một số vụ đốt các cuốn kinh Koran của người Hồi giáo. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Đức, không chia sẻ các chứng cứ để củng cố cho cảnh báo về mối đe dọa an ninh mà họ đã đưa ra. Và tháng 1 vừa qua, với việc đình chỉ các cuộc đàm phán, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối ủng hộ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Sau một vụ biểu tình tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, trong đó một phần tử cực đoan chống Hồi giáo đã đốt kinh Koran. Và chúng ta bước vào bài bình luận chánh trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Tổng thống Biden sẽ đối mặt với chủ nghĩa hiện thực và sự lạc quan trong thông điệp liên bang ra sao. Kính thưa quý vị, bài phát biểu thứ hai của Tổng thống Biden vào thứ ba ngày mai sẽ diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng khi các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện họ đang khởi động các cuộc tấn công để phá hủy triển vọng tái tranh cử năm 2024 của ông. Dự tính về một nhiệm kỳ thứ hai dường như sẽ trở thành sự thật đối với những ai còn nghi ngờ việc ông sẽ ngừng lại và nhường đường cho những người trẻ hơn tổng thống biden đang phải đối mặt với đa số cộng hòa ở hạ viện khi mà họ mới giành được quyền lực và những người này đang quyết tâm để làm xấu đi bộ mặt của chính quyền bằng các cuộc điều tra về ông về các lãnh đạo trong nội các chính phủ về người con trai của ông trong những tuần gần đây thưa quý vị đất nước này cũng lại bị chấn động bởi các vụ xả súng hàng loạt và sự tàn bạo của cảnh sát trong khi các tiểu bang tiếp tục giải quyết với hậu quả của phán quyết của tòa án tối cao chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp. Vào hôm thứ Bảy, quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một khinh khí cầu giám sát bị nghi là gián điệp của Trung Quốc sau khi nó bay khắp đất nước làm xáo trộn quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia vào thời điểm căng thẳng vốn đã leo thang. Tuy nhiên, bên trong đảng Dân Chủ và đối với những đảng viên đảng Dân Chủ lớn tuổi ở Washington, thì đa số họ ủng hộ ông Biden với tư cách là người có thể đại diện cho đảng vào năm 2024. Nhưng thưa quý vị, với các đảng viên trẻ hơn ở cấp cơ sở tiểu bang, thì họ lại mong muốn thấy một nhân vật mới và trẻ hơn làm đại diện cho đảng trong năm 2024. Hai thế hệ và hai xu hướng khác nhau này ngày càng đối chọi nhau rõ nét hơn. Trong bối cảnh có khả năng là ông sẽ tái đấu với Donald Trump dù xác suất này không chắc chắn lắm. Triển vọng kinh tế thì sáng sủa hơn các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do coronavirus sẽ hết hạn vào tháng 5 3 năm sau khi chúng được tuyên bố. Với phần lớn người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã được chích ngừa. Còn trên trường quốc tế thì liên minh toàn cầu mà tổng thống Biden tập hợp để ủng hộ cho Ukraine vẫn luôn phát triển mạnh mẽ. Nhưng có lẽ thách thức của tổng thống Biden vào thứ ba ngày mai sẽ là làm sao đạt được sự cân bằng hợp lý giữa chủ nghĩa lạc quan và chủ nghĩa hiện thực sẽ nêu bật những tiến bộ mà ông ấy đã đạt được kể từ bài phát biểu cuối cùng trước phiên họp chung của quốc hội đặc biệt là về đại dịch covid và nền kinh tế đồng thời thừa nhận rằng còn rất nhiều việc khó khăn cần phải giải quyết kính thưa quý vị trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên của mình vị trí của Tổng thống Biden rất bấp bênh. Tính trung bình thì gần 2 phần 3 người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai đường. Và xếp hạng trưởng thuận của ông vẫn ở mức thấp trong độ 40%. Với nhiều người Mỹ họ không tin vào mong muốn tái tranh cử của người đàn ông 80 tuổi này. Tổng thống Biden nói hôm thứ Sáu khi mà ăn mừng báo cáo việc làm tăng mạnh bất ngờ và nói rằng tôi rất vui mừng thông báo rằng tình hình liên bang và tình trạng nền kinh tế của chúng ta đang rất tốt những người chỉ trích và hoài nghi về tôi đã sai mặc dù chúng ta có thể phải đối mặt với những thất bại trên đường đi và sẽ có một số thất bại nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng là kế hoạch của chúng ta đang có hiệu quả và nếu phân tích về một số lĩnh vực quan trọng thì trước hết xin thưa quý vị, tôi nói về kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Lãm phát, sau khi đạt mức cao nhất trong 40 năm, thì cuối cùng cũng giảm bớt, mặc dù vẫn còn gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình Mỹ. Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố mức tăng lãi suất nhỏ nhất trong gần một năm báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng hơn. Khi mà họ cố gắng kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế. Nhưng các chỉ số đáng lo ngại nó vẫn còn. Jason Freeman, người từng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tòa Bạch Ốc dưới thời Barack Obama, ông cho biết quan điểm rằng, nếu nhìn về phía sau, thì nền kinh tế đang ở một vị trí rất tốt, với những điều tốt vẫn tốt và những điều xấu đang trở nên tốt hơn. Nhưng nếu nhìn về phía trước, thì vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. Về việc liệu điều đó có thể kéo dài hay không. Và trọng tâm chính của chính quyền Biden trong hai năm tới sẽ là khai triển các chính sách lập pháp sâu rộng mà ông đã ban hành trong những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Luật cơ sở hạ tầng trị giá hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, một gói sức khỏe và khí hậu toàn diện và các khoản đầu tư mới lớn vào sản xuất công nghệ cao trong nước tuy nhiên mối quan tâm cách bách hiện nay là thời hạn cuối cùng để tăng trần nợ liên bang các nhà kinh tế đang cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tài chính nếu quốc hội không nâng giới hạn vay của đất nước vì các đảng viên cộng hòa tại hạ viện đang đe dọa họ sẽ làm như vậy trừ khi tổng thống chấp nhận các giảm mạnh chi tiêu liên bang, bộ tài chính đã cho biết là họ đang sử dụng các biện pháp đặc biệt để bảo đảm Hoa Kỳ có thể tiếp tục thanh toán các hóa đơn của mình và chúng ta không rõ là liệu tổng thống Biden ông có đủ khả năng để giải quyết vấn đề bên bờ vực chiến tranh vào thứ ba ngày mai hay không với người chủ tịch hạ viện mới Kevin McCarthy lần đầu tiên sẽ ngồi sau lưng ông trên bục phát biểu. Có thể nói là rủi ro vẫn cao đối với Tổng thống và với cả nền kinh tế của đất nước. Còn nói đến vấn đề Ukraine, thưa quý vị, gần một năm trước, bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Biden và nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã bị đảo lộn bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga khi mà đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới tổng thống mỹ đã sử dụng bài phát biểu của mình để tập hợp các quốc gia và các đồng minh để ủng hộ ukraine kể từ đó thì mỹ đã gửi hàng tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo và quân sự cho ukraine tháng trước tổng thống biden đã phê chuẩn việc gửi xe tăng chiến đấu đến ukraine một bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của hoa kỳ nhằm chống lại sự xâm lược của nga nhưng với việc chiến tranh sắp kỷ niệm một năm và sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Ukraine đã giảm đi đôi chút, thì các nhà phân tích hy vọng là Tổng thống Biden sẽ sử dụng bài phát biểu vào ngày mai để giải thích lý do tại sao Hoa Kỳ nên cam kết mang lại thành công cho Ukraine và sự ủng hộ đó sẽ như thế nào trong tương lai. Nếu mà Ukraine thất bại, thì đó chính là hoa kỳ và phương tây không thành công vì vậy tổng thống biden ông sẽ sử dụng thời điểm này để thuyết phục người dân mỹ rằng tại sao chúng ta phải nên tiếp tục ủng hộ ukraine và nói đến vấn đề cải cách cảnh sát kính thưa quý vị bài diễn văn về tình trạng liên bang của tổng thống thường là một cơ hội để nói về những thành tựu xen lẫn với một danh sách mong muốn về các đề xuất chính sách và lời kêu gọi trực tiếp tới người dân Mỹ. Tổng thống sẽ mời những vị khách đại diện cho những thành công trong chính sách hoặc giúp đưa ra trường hợp đạo đức đại diện cho một hành động. Trước bài phát biểu, các nhà hoạt động đã kêu gọi tổng thống sử dụng quyền hành pháp của mình để mở rộng các biện pháp bảo vệ quyền phá thai và tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và cái chết của Ty Nicole, một người đàn ông da đen 29 tuổi bị cảnh sát Memphis đánh đập dã man và đã mất vài ngày sau đó. Điều này đã khơi dậy những lời kêu gọi cải cách cảnh sát. Mẹ và cha dưỡng của Nicole dự kiến sẽ có mặt trong phòng để nghe bài phát biểu của Tổng thống Biden vào thứ ba. Nhưng mà dù vậy cũng có thể thấy trước là vấn đề cải cách cảnh sát sẽ không thể được giải quyết. Kính thưa quý vị, ông Rashad Robinson là chủ tịch của tổ chức công bằng chủng tộc Color of Change đã thúc giục Tổng thống Biden đưa ra một kế hoạch, một chiến lược, chứ không phải là một danh sách các chính sách. Những điều sẽ không bao giờ được một hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua những vị khách khác vào ngày mai, trong ngày thứ ba, cũng bao gồm cả Brandon Side. Người đàn ông 26 tuổi được ca ngợi như một anh hùng sau khi đã tước vũ khí của một tay súng, đã nổ súng tại hai vũ trường ở miền nam California, trong lễ đón Tết nguyên đáng vào đầu tháng này. Sau một loạt vụ xả súng hàng loạt vào năm ngoái, Tổng thống Biden đã ký thành luật cải cách súng đầu tiên trong nhiều thập niên nhưng thực sự thì kết quả nó vẫn không đạt được những gì Tổng thống và các nhà hoạt động đã kêu gọi. Ngay sau khi Tổng thống kết thúc bài phát biểu của mình, thì Sarah Huckabee Sanders, ông đốc mới đắc cử của Arkansas và từng là cựu thư ký báo chí của Trump, sẽ đưa ra phản bác của đảng Cộng hòa. Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện cho biết trong một tuyên bố rằng bà Sarah Sander, 40 tuổi, hiện là thống đốc trẻ nhất trong nước, sẽ mang đến sự tương phản rõ nét với một chính quyền già nua và thất bại. Và nắm lấy cơ hội ngàn vàng để tấn công Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ thì bà Sarah Sander đã nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu cho một chương mới trong câu chuyện của nước Mỹ. Sẽ được viết bởi một thế hệ lãnh đạo mới trẻ và năng động hơn. Sẵn sàng bảo vệ nền tự do của chúng ta, chống lại phe cánh tả cực đoan và mở rộng khả năng tiếp cận với nền giáo dục chất lượng, việc làm và cơ hội cho tất cả. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Với ý định của Đảng Cộng hòa về việc khiến Tổng thống Biden trở thành một tổng thống một nhiệm kỳ. Thì nếu ông ấy tái tranh cử nhưng mà tổng thống đã báo hiệu rằng ông sẽ dành hai năm còn lại để công chúng tập trung vào những gì ông ấy đã hoàn thành và đưa ra các ưu tiên chính sách để ông ấy có thể đạt được. Việc linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.